bạn đến với kênh Pata Let's Go. Hiện tại thì Pata đang có mặt ở tại một cái cung đường mà có lẽ khi nói ra thì các bạn sẽ rất là bất ngờ. Nhưng Pata sẽ cho các bạn xem trước đã nha. Các bạn hãy nhìn thấy cái con đường này đi ạ. Đây là một cái cung đường đất, và các bạn hãy nhìn cái độ dốc của nó các bạn. Và hiện tại thì Pata đang ở trên cái cung đường. Pata sẽ tiết lộ luôn cho các bạn biết luôn nhé. Đây là cung đường đi từ Trạm Tấu và đi lên Tà Xùa. Từ Trạm Tấu của Yên Bái và đi qua Tà Xùa của Sơn La. Và cái cung đường này các bạn, nó có tên là đường tỉnh 112. Và như các bạn có thể đang nhìn thấy trên màn hình và dễ dàng hình dung ra, một cái con đường đất, một con đường dốc như thế này đấy các bạn. Con đường này là một cái con đường rất là đặc biệt, bởi vì con đường này nó có ý nghĩa là con đường phá vỡ cái thế độc đạo của đường đi Trạm Tấu. Một khi con đường này ấy mà được hoàn thành thì ở thị trấn Trạm Tấu sẽ có hai con đường. Hiện tại để đi đến với Trạm Tấu thì chỉ có thể đi được từ Nghĩa Lộ và đi đến Trạm Tấu mà thôi. Và nếu con đường này được hoàn thành thì để đi đến Trạm Tấu bạn sẽ có thêm một lựa chọn nữa, đó là đi từ Bắc Yên, Sơn La và đi đến Trạm Tấu, và đi trên một cái cung đường cực kỳ tuyệt vời như này đây. Và khi mà tôi biết về cái con đường này, tôi lập tức và đi đến đây. Và tối ngày hôm qua các bạn ạ, là tôi đã có một cái hành trình off-road. Tôi có một cái hành trình để leo lên tới đây, bởi vì đây cũng là một cái con đường cực kỳ thách thức, mà đây là một con đường phải nói là một trong những con đường khó nhất từ trước đến giờ mà tôi đã từng đi qua. Và các bạn hãy có thể nhìn hình dung cái con đường, cái mức độ khó của nó qua cái đoạn dốc này, đúng không các bạn, với những cái đường đất như thế này. Và lát nữa khi chúng tôi quay về thì các bạn sẽ được trải nghiệm toàn bộ cái khu, toàn bộ cái mức độ khó ở đây. Bây giờ tôi lại giới thiệu cho các bạn, con đường thì rất là khó như vậy, nhưng bù lại thì các bạn hãy nhìn, có một cái điều mà tôi tin rằng khi mà các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ trầm trồ ngay luôn. Hãy cùng đi với tôi nào. Tôi sẽ bước ra, ở địa điểm này có một cái ghế. Và ở kia là anh Thành đang ngồi trên đó. Và các bạn hãy nhìn về phía hướng kia đi các bạn. Đây, kia là một cái biển mây luôn. Một biển mây đang trước mặt của chúng ta các bạn ạ. Nếu ngày hôm qua chúng tôi rất là cực khổ và khó khăn, biết chừng nào để có thể đi được lên tới đây các bạn. Bởi cái con đường nó quá khó khăn đi. Và may mắn chúng tôi đã đến được đây. Và các bạn hãy coi, kia là một cái biển mây luôn các bạn. Đó, các bạn thấy đã không ạ? Bù lại với bao nhiêu cái khó khăn ha, thì sáng hôm nay chúng tôi thức dậy là một cái buổi sáng tuyệt vời, và một cái khung cảnh núi rừng phải nói là tuyệt vời luôn, mà tối ngày hôm qua chúng tôi không thể nhìn thấy được bởi vì ban đêm. Nhưng sáng hôm nay, bao từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, các bạn hãy nhìn khung cảnh ở xung quanh này đi các bạn. Này, các bạn nhìn coi. Ôi ôi, đấy, đồi núi rừng núi. Và cái con đường nó sẽ còn đi lên trên kia nữa các bạn, lên trên tới trên kia luôn. Đó, nhưng mà hiện tại ở cái đoạn này các bạn này, ngay gần với cái chỗ trạm này thì có một chỗ đã sụt hoàn toàn nên không thể di chuyển lên được. Đó là lý do mà Pata phải dừng lại ở tại khu vực trạm này và qua đêm ở tại đây, và không thể di chuyển để đi qua Tà Xùa. Và chính vì thế sáng hôm nay Pata cũng lại có một cái may mắn, đó là vì mình không qua được Tà Xùa nên là mình đến ở khu vực này. Có lẽ là Pata có duyên gì đó ở với cái khu vực này chăng, nên là Pata được ngắm một cái cảnh, khung cảnh của núi rừng, được ngắm một cái khung cảnh của một biển mây dưới kia rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới đó nha các bạn. Chúng ta sẽ đi xuống cái biển mây này. Let's go.
Bây giờ thì và ta sẽ đi xuống phía dưới của biển mây đấy. Đi cùng với Pata nhé các bạn. Đi, lái anh lái đi anh. Anh lái ra đây đi. Rồi mình xuống phía dưới biển mây cái đã. Hôm qua thì Pata đã đến tới đây. Chào các anh nhá. Chào buổi sáng các anh nhá. Pata đã đến đây và chỗ kia thì không đi được nữa các bạn. Để đi qua Tà Xùa nhưng mà không đi được nữa bởi vì chỗ kia nó sụt hoàn toàn luôn. Cái đường nó to như này mà nó sụt hoàn toàn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái biển mây cái đá nhá. Rồi lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại đây. Và ta sẽ cũng muốn giới thiệu với các bạn ở cái địa điểm này, một cái địa điểm rất là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy lá cờ của Việt Nam đang bay phần phật trong gió vào buổi sáng này. Và hôm nay là một buổi một bình minh tuyệt vời. Và ta thấy là một trong những cái bình minh tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì sau một cái hành trình rất là khó khăn để mà đi lên đây các bạn ạ, thì cuối cùng thì bọn ta đã đến được cái địa điểm này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống với biển mây đá nha các bạn. Biển mây đang ở phía kia rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đó, rất là đẹp ha các bạn. Và các bạn hãy xem đi, đây là con đường mà chúng tôi đã đi ngày hôm qua. Và bây giờ thì các bạn sẽ có cái cơ hội để trải nghiệm. Đây các bạn. Đấy. Đất nhão xình lầy như thế này đây. Đó. Và ở đây chỉ có duy nhất một cách, đó là đi bằng xe hai cầu mới qua nổi những con dốc này, mới qua nổi những chỗ này. Đó. Đường đất nhão lắm các bạn ạ, rất khó đi luôn. Nhưng bù lại thì khung cảnh cực kỳ đẹp. Khung cảnh ở nơi đây thì cực kỳ đẹp luôn. Khung cảnh là quá phê đấy các bạn ạ. Ở đây thì có các cái máy xúc đang tiếp tục làm việc ở đây. Thắng anh ơi, đi chậm chậm thôi, chỗ này rất là trơn, đường dốc xuống rất là trơn. Ở đây các bạn, ngày hôm qua chúng tôi phải leo này. Các bạn nhìn những con dốc như thế này. Và chúng tôi đã leo lên trên đây. Ui, các bạn hãy nhìn thấy phía đằng xa đi à. Rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn thấy không ạ? Ôi ôi, một khung cảnh hùng vĩ của núi các bạn ạ. Đẹp quá. Chà chà. Tôi tin là sau khi con đường này được hoàn thành, được đổ bê tông thành công, thì chúng ta sẽ có được một cái, được một cái con đường rất là tuyệt vời để cho chúng ta khám phá và trải nghiệm. Đi xe theo cái lốp bánh xe này. Đấy. Đây các bạn đây. Đấy, cái con đường chúng ta đi, lát nữa thì chúng ta sẽ có cả một hành trình mấy chục km để chúng ta trải nghiệm cái con đường này. Và sau khi chúng ta săn mây xong thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái trạm ở phía trên kia. Đó là trạm kiểm soát dịch nha các bạn. Và cái ngay cái trạm đó thì đến đó thì cũng ô tô không thể đi được nữa. Đó, và chúng ta sẽ có một cái hành trình leo núi để cho các bạn trải nghiệm lại vài trăm mét cái mức độ khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong ngày hôm qua nhá. Và đây các bạn, là núi rừng thì đúng, người ta có thể nói ở khu vực này là rừng thiêng nước độc đấy các bạn. Nó quá sức là gọi là hoang vu ấy các bạn. Ở đây chỉ có con đường này và hai bên là rừng và kia là vực sâu đấy các bạn ơi. Đây, chỗ này đẹp quá này. Để xem chúng ta có thể đã đến gần sát mây chưa. Chạy chậm thôi nha, chúng tôi nó trơn trượt đấy, trượt ghê lắm ấy. Các bạn hãy nhìn coi cái đường đất đỏ này, đường đất này nó mà trượt xuống thì sao các bạn, sợ quá phải không các bạn, quá khủng khiếp luôn đấy. Và các bạn nhìn có thể thấy là ở trên đây là bây giờ chỉ có những xe bánh xích để đi đúng không các bạn. Đó, và hôm qua chúng tôi đã đi đến tới đây nhưng mà leo xuống là cả một cái thách thức luôn các bạn ạ. Rồi nó mà trượt một phát thì thôi, ôi thôi luôn. Nhưng mà đang đi này không nói chuyện xui nha. Con đường đi qua hôm nay mới được nhìn ngắm này và mới thấy được là thực tế nó như thế nào.
thì chỗ này đang được xẻ núi ra, và có lẽ Vào ta là người đầu tiên đi trên và làm cái hành trình này để đưa đến cho quý vị và các bạn. Dưới kia đang Vào ta đang thấy có những cái con thác nó chảy này, và hãy nhìn lên phía trên coi. Ở khu vực này các bạn đến đây thì các bạn sẽ thấy một cái phong cảnh của núi rừng tuyệt vời luôn. Vào ta đang nhắc lại với các bạn nhé, đây là biển mây, đây là cái con đường đi từ Trạm Tấu đi Tà Xùa. Trạm Tấu đi Tà Xùa nhé các bạn. Đây rồi. Wow, biển mây đang trước mặt của các bạn đấy các bạn ơi. Đẹp chưa? Wow, phê luôn. Phanh nhanh ơi, hết sức cẩn thận chỗ này. Đấy, các bạn hãy coi coi, tuyệt vời chưa? Đây này, hai anh em mình đứng đây đi. Đứng đây là cái chỗ rất là đẹp để có thể ngắm được mây này. Thưa các bạn, là ta bây giờ đã đi xuống dưới khu vực này rồi, và ta sẽ cho các bạn xem một cái khung cảnh tuyệt vời đến mức độ nào luôn. Và ta tin là các bạn xem một cái, các bạn nhìn thấy một cái, các bạn sẽ trầm trồ, các bạn sẽ ô, các bạn sẽ à luôn ha. Và cũng chẳng cần và ta phải khen gì hết nữa, bởi vì nó đã quá đẹp rồi. Hãy nhìn đây các bạn. Wow, một biển mây đang trước mặt của chúng ta rồi các bạn ơi. Wow. Woo. Wow. Wow. Và ở đây thì cũng có một đồng chí đang ở đây, là người địa phương các bạn, đang ở đây. Và đây chính là bạn đã nói với bọn mình là có biển mây đấy các bạn. Hello em. Hello, hello bạn chứ. Đây. Và các bạn hãy nhìn coi, một khung cảnh núi rừng, một khung cảnh núi rừng phải nói quá hùng vĩ hả các bạn. Các bạn sẽ kiếm ở chỗ nào cái khung cảnh này hả các bạn? Wow. Ôi ôi, phê luôn các bạn ơi. Đó. Và kia chính là biển mây. Khi mà nhìn đến cái cảnh tượng này, các bạn nhìn thấy cái biển mây này, thì có lẽ là không cần phải ai nói, phải khen ngợi, hay là phải nói cái gì hết đúng không? Phải ca ngợi gì đúng không? Hay là dùng những mỹ từ gì đúng không? Tự mỗi người chúng ta đã thấy là nó quá tuyệt vời rồi. Và xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Xin mời. Và có lẽ là các bạn xem những cái hình ảnh vừa rồi thì các bạn sẽ đã trầm trồ rồi đúng không? Và ta cũng tiết lộ với các bạn cái địa điểm để mà ngắm được cái biển mây này mà ta được bạn Sà, bạn ấy đã chỉ cho ta. Đây là bạn Sà đó các bạn. Hello bạn Sà đây. Bạn Sà ơi. Chào nhá. Hello bạn Sà. Và bạn Sà, hello mọi người ha. Hello. Đây là bạn Sà, là người dân địa phương ở đây các bạn. Và bạn Sà cũng công tác trong lĩnh vực văn hóa nhờ. Và hôm qua thì được may mắn, và ta được may mắn là gặp gỡ bạn Sà ở tại trạm kiểm soát. Và bạn Sà mới giới thiệu với bà ta và chỉ cho bà ta biết cái địa điểm này. Đây chính là cái địa điểm để cho chúng ta có thể ngắm nhìn cái biển mây này đẹp nhất, tuyệt vời luôn. Và cảm ơn bạn Sà rất là nhiều nhá. Bạn Sà có muốn nói gì với mọi người khi mà nói về quê hương mình không? Các bạn khi nào có gì thì hãy lên trên đường Trạm Tấu Bắc Yên để ngắm biển mây tuyệt đẹp. Trạm Tấu Bắc Yên nhé các bạn nhé. Các bạn nào có dịp thì hãy lên với Trạm Tấu Bắc Yên, tức là cái con đường đi từ Trạm Tấu đi Bắc Yên. Con đường này sẽ bao giờ sẽ có thể là di chuyển một cách dễ dàng anh nhà? Con đường này thì nếu mà khả năng là phụ thuộc vào thời tiết, nếu không thì chắc là khoảng tháng 2 đến tháng 7 sang năm là hoàn thành rồi. Tháng 2 tháng 7 năm 2022 đúng không? Đó. Và Pota là người đầu tiên và làm cái con đường này và giới thiệu đến cho các bạn.
Ok, cảm ơn bạn Xà rất nhiều nhá. Vâng. Bắt tay với nhau cái nhá. Ok. Và các bạn thấy không? Đây là cái địa điểm mà quá đẹp đi để chúng ta săn mây. Và chắc chắn một điều luôn, và ta sẽ còn quay lại đây rất là nhiều lần. Cắm trại ở đây, các bạn có thể cắm trại ở tại cái địa điểm này luôn các bạn nhá. Chúng ta có thể cắm trại ở đây và đón bình minh, một bình minh tuyệt vời như thế này đây, vào buổi sáng sớm và ngắm bình minh, đúng chưa? Và ngắm biển mây như thế này cùng với núi rừng tuyệt vời và tuyệt đẹp ở dưới kia. Quá phê ha các bạn. Và bây giờ thì ta sẽ bay flycam để mà thu lại toàn bộ cái khung cảnh ở nơi đây nha các bạn. Let's go. Và những cảnh quay flycam vừa rồi chắc phần nào đã thỏa mãn các bạn phải không ạ? Một cái không gian quá đối là tuyệt vời ha các bạn. Nó quá sáng quá đẹp đi. Và bây giờ thì ánh sáng mặt trời đã lên. Và hôm nay là một ngày trời đẹp, rất là may mắn cho Pata khi mà được đứng ở đây ngắm nhìn cái khung cảnh tuyệt vời này và quay lại cái hành trình, cái trải nghiệm này, cái cảm giác này, cái cảm xúc này để chia sẻ cho các bạn. Và Pata rất mong rằng sẽ ngày nào đó các bạn sẽ, anh đi nhá, các bạn sẽ có cái thời gian và các bạn sẽ có cái cơ hội để đứng ở tại cái khu vực này để ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn bao la, thiên nhiên rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Quá sức tuyệt vời, tuyệt mỹ luôn các bạn ơi, tuyệt vời. Và đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm và mà các bạn sẽ rất là thích. Và cái cơ hội đó nó sắp đến rồi các bạn. Khi cái con đường này này các bạn, đây là cái con đường nó đang được làm và sắp xong rồi, sắp sửa hoàn thành rồi các bạn ạ. Đó, sắp xong cái con đường này rồi các bạn ạ. Đó, và Pata tin rằng là các bạn sẽ có cái cơ hội để đi trên cái cung đường này.
khi mà đi đến đây các bạn và được chứng kiến cái việc mà thực hiện cái con đường này thì bà ta mới thấy rằng là ôi trời ơi, cái con đường này thì quá là, để làm con đường này thì quá kỳ công đi, cực kỳ là kỳ công đi các bạn, hãy nhìn coi. Và hiện tại đang làm như thế này chúng ta mới thấy, chứ nếu mà đã làm xong rồi thì có lẽ chúng ta còn không thấy được là nó kỳ công đến cỡ nào, hay là nó tốn bao nhiêu. Nhưng khi làm như thế này thì mới thấy là nào là đào này, bạt núi này, làm đường này, đó, bạt núi, đổ đất này, làm cho cái nền này nó cứng này. Sau đó là sao? Sau đó là còn lại đổ bê tông ở dưới để mà ổn định nền đường này. Rồi sau đó dùng bao nhiêu cái kỹ thuật về đường ấy các bạn, thì mới có thể làm cho cái con đường nó mới đến cái công đoạn là trải bê tông hoặc là trải nhựa đường ở các bạn. Đó, vậy thì nên là làm một cái con đường ấy các bạn, nó cực công luôn. Và thấy là quá sức, là quá nhiều công, quá tốn nhiều sức luôn các bạn. Bây giờ thì bà ta đang quay đầu xe và sẽ đi lên trên kia và ngắm nhìn lại cái biển mây này. Bà ta thấy phê quá các bạn ạ, rất là phê khi mà đi khám phá cái con đường này và được ngắm nhìn một cái biển mây phía đây. Tuyệt vời không? Quá sức tuyệt vời phải không các bạn? Yeah! Wow! Đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp quá! Đây, hôm nay thì bà ta đang đi bằng chiếc xe Colorado hai cầu, hai cầu chi các bạn. Đây là bản hai cầu. Và các bạn nhìn thấy cái bùn đất không? Hai bánh xe này. Đó, nó phê như thế này các bạn này. Và chúng ta sẽ đi lên cái con đường, sẽ có một cái trải nghiệm đi lên, leo lên cái con đường này. Đây là cái đoạn mà bà ta hôm qua đã leo vào buổi tối rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ leo lại nhé. Chúng ta đang có một cái trải nghiệm leo dốc, leo đèo. Và đây là cái đoạn này may mắn cho bà ta là đi vào những cái, vào những hôm nay á, là hôm qua nhờ, là trời đã hết mưa, chứ còn hôm kia lại mưa, nên là mình chỉ có bị mấy đoạn trơn thôi, chứ còn lại là hôm nay đến hôm nay thì thấy trời như này là nắng rồi. Nên là bà ta thấy là rất là may mắn cho mình khi mà mình đi vào những cái ngày thời tiết nó ủng hộ các bạn. Đó, chứ mà đi trên những cái cung đường này mà đi vào những ngày mưa thì xác định các bạn luôn, kể cả xe hai cầu cũng trượt bánh và đi xuống thôi, không thể đi được nha các bạn. Và chỉ có xe bánh xích thì mới có thể đi được ở trên cái cung đường như thế này mà thôi. Đó, và đây là một cái trải nghiệm mà từ trước đến giờ thì đây là một cái trải nghiệm mà đi trên một cái hành trình, một cái cung đường khó, cực kỳ khó mà bà ta đã trải qua. Các bạn hãy nhìn cái con dốc này đi, nó cao chót vót như kia rồi các bạn cả, các bạn thấy không ạ? Đó, nó cao lên trên tới đó là các bạn. Đó, và chúng ta sẽ leo lên tới cái chỗ máy xúc đó luôn, qua chỗ máy xúc đó luôn đó các bạn. Phê. Khi lái cái khi lái trên cuối cung đường này, cảm giác của anh này thế nào nhờ? đang thực hiện một hành trình mạo hiểm. Ngày hôm qua các bạn biết không, bà ta lái vào buổi đêm. Úi trời ơi, nó thực sự là một trong những cái điều mà mình chẳng nhìn thấy gì luôn. Buổi sáng này mình nhìn thấy các bạn, mình lái nó sẽ có dễ hơn một tí, nhưng mà hôm qua mình lái vào buổi đêm chỉ thấy được là ánh đèn phía trước thôi. Đi trên những cung đường này các bạn là phải hết sức cẩn thận luôn. Kia là những cái chiếc xe máy xúc, xe ben đó, xe, những cái chiếc xe này nó rất khỏe và nó có cái bánh xích các bạn, thì nó mới di chuyển được cái trên đây, bởi vì nó đó là những chiếc xe mà chuyên dụng để mà xây dựng á. Đấy, đây như các bạn coi này, chỗ này là bùn đất luôn này, đúng rồi, đi một bánh trên đấy anh ạ. Hôm qua đi chỗ này chẳng sợ à, cái này cứ lừ lừ đi xuống thôi, lừ lừ đi xuống đó, lừ lừ đi xuống rồi lừ lừ đi lên, rồi rồi đi lên, rồi trượt xuống chỗ kia, lừ lừ đi xuống rồi lừ đi lên. Này các bạn này, đất nó như này này, đấy đấy, rồi lên lên luôn đấy, rồi các bạn thấy ghê không? Đấy, các bạn có nghe thấy cái tiếng bùn không? Và kia các bạn đang nhìn thấy lá cờ Việt Nam đang tung bay ở trên trạm kiểm soát đó. Và chúng ta sẽ đỗ xe ở bên đây nha, đỗ xe ở bên đây, đỗ xe ở bên đây đó. Rồi, vậy đến đây là đã đến được cái chốt rồi các bạn. Và tối hôm qua thì bà ta đã dừng, phải dừng ở chỗ này. Một đoạn leo dốc thôi, nhưng bà ta tin rằng là các bạn đã có thể cảm nhận được phần nào cái mức độ khó, mức độ mạo hiểm của cái cung đường mà đang được xây dựng này. Và từ đó chúng ta sẽ hình dung ra cái công sức để mà chúng ta xây dựng,
để mà chúng ta bỏ ra không chỉ công sức mà còn là tài chính, còn tiền bạc để bỏ ra để xây dựng cái con đường này. Và Pata tin rằng là sau những cái quá trình gian truân, cái công sức và những cái khó khăn như thế này, thì sau này khi hoàn thành, con đường này sẽ trở thành một cái cung đường mà trở thành một cái cung đường ưa thích, một cái cung đường mà các bạn ủng hộ, các bạn sẽ đi trên đây để mà đi du lịch ở trên đây, để đi khám phá trên cái cung đường này và đi ngắm cảnh, đi khám phá cái khung cảnh tuyệt vời ở đây và ủng hộ cho tỉnh Yên Bái cũng như là tỉnh Sơn La. Đây là con đường đi từ Trạm Tấu đi lên Bắc Yên, Sơn La và đi qua sống lưng khủng long Tà Xùa của Sơn La nha các bạn. Bây giờ thì Pata đang ở tại trạm tại chốt kiểm dịch các bạn ạ. Và các bạn hãy coi đây là một cái chốt kiểm dịch. Các anh ở đây có các anh đang là làm cái công việc của mình. Và các bạn biết không? Pata ngủ một đêm ở trên đây mới biết thế nào là ngủ ở giữa rừng. Ở ngủ giữa sương, giữa rừng và gió thì phần phần vật luôn, lạnh rét buốt luôn các bạn ạ. Và ở trên đây phải nói là thiếu thốn, cực kỳ thiếu thốn luôn đấy. Các anh ở trong những cái lán tạm như thế này đây này. Đấy, lên đây là lập những cái lán như thế này để thực hiện cái công việc. Đây là công việc chung thôi, đó là giữ cái an toàn cho mọi người. Ở đây là các bạn, đó, đây là chốt kiểm dịch ha. Và ta đến đây là và ta đứng ở đây một mình này, nên và ta mới dám mở khẩu trang ra ở chỗ này đó. Sao các bạn? Đó và các bạn thấy không? Đây là một cái chốt rất là tạm bợ như thế này đây nha. Kìa. Nhưng mà các bạn hãy nhìn cái khung cảnh đẹp tuyệt vời không? Một cái khung cảnh. Các bạn như thế này, và ta có thể nói như này, khi mà chúng ta đứng trước một cái khung cảnh tuyệt vời thì dù nó là như thế nào thì nó cũng tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn hãy nhìn coi, cái ngôi nhà rồi đằng xa xa kia đó là gì? Đó là biển mây ở phía xa và một cái khung cảnh đồi núi bây giờ còn ánh sáng còn chiếu xuống đó. Wow! Wow phải không các bạn? Và hãy nhìn coi, lá cờ Việt Nam đang tung bay ở trên bầu trời. Đang tung bay trên bầu trời xanh luôn các bạn đó. Và cái khung cảnh này nó quá đỗi là tuyệt vời đấy các bạn. Phê. Bao phê luôn các bạn. Đây là cái đống củi tối hôm qua mà bà ta đốt ở đây. Này mấy con chó này. Cún 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 cún. Đó. Đó, những con chó lông xù ấy các bạn. Ơi sao lại cắn em? Ôi trời không được cắn em nhá. Đẹp không? Chó đẹp không? À, chào các anh. Đấy. Các anh ăn sáng à? Ôi ơi. Ăn có mì vậy thôi đấy hả anh? Ôi ơi, đấy các bạn thấy chưa? Đấy rất là cực khổ không? Ăn có mỗi mì với anh có em quay cái. Trời ơi các bạn nhìn này. Đấy. Đi công việc công tác mà như thế này đây. Chốt đấy. Vâng, đời sống của anh em đấy. Các bạn thấy chưa? Quá sức là cực khổ luôn để mà bảo vệ cái cho cái an toàn của cộng đồng. Ở trên đây lạnh quá anh nhỉ? Nói chung là hôm nay thì cũng mát mát một chút nhưng mà mọi hôm thì nói chung là đây là khí hậu là đỉnh cao là đây là rất lạnh rồi. Vâng. Không còn chỗ nào hơn nữa. Anh thấy mát mát chứ tối hôm qua em ngủ đấy em thấy rét run lên này. các bạn biết không, tối hôm qua bọn ta ngủ đây á các bạn, và có thật sự luôn cái anh nói lạnh, anh nói là mát mát chứ thực ra cái mát của anh là cái rét của mình á các bạn, rét buốt luôn đấy các bạn. Và nếu mà không có chăn ấm và không có đồ mà quần áo mặc như thế này thì chắc là bọn ta hôm sáng hôm nay không thể đứng đây để mà nói và chia sẻ cho các bạn về cái hành trình tuyệt vời này luôn các bạn. Ok, em cảm ơn anh đã chia sẻ nhé. Và cũng cảm ơn anh đã thực sự đã các bạn, mình cũng nói luôn không được phép quay chụp ở đây đâu, nhưng mà là các anh là rất là tạo điều kiện đấy, đặc biệt là quay chụp ở tại một cái khung cảnh tuyệt vời này này, nên là các anh mới cho đấy. Em cảm ơn anh nhá. Đấy. Cái này là mình đang nấu ăn đấy anh. Đây các bạn này, đấy nấu bằng bếp củi như kia các bạn nhá. Đấy. Đó. Bình nóng lạnh bằng nhiệt củi. Bằng nhiệt củi. là từ đây ra luôn. Đúng rồi. Oh. Đúng rồi nhỉ. Nóng lạnh bằng nhiệt củi. Đúng rồi. Năng lượng mặt trời nữa mà. Đấy, anh ấy đang là đút đun củi các bạn, và ở trên đây ấy, để mà có thể tắm được ấy, là có bình nóng lạnh, nhưng mà nóng lạnh này là từ năng lượng củi các bạn. Nhiệt củi. Đấy. Không phải nhiệt mặt đấy, trời. Các bạn thấy khó khăn không? Cực kỳ khó khăn luôn. Này cái lán này, các bạn nhìn cái lán coi, như thế này đây. Cái lán thì đang là đây bằng thô sơ như thế này các bạn này, đó bằng mấy cái gốc cây vậy thôi. Đó các bạn, đây là chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ ngủ.
Đó, các bạn mà giờ có thời gian hãy lên với trạm và thăm các anh nhé. Và thật sự là nếu mà có thể thì có thể hỗ trợ thêm cho cái cuộc sống, đời sống của các anh ở trên đây. Ơ, anh đang làm gì đấy? Anh đang làm gì đấy ạ? À, đây là mình trồng rau ở trên đây để mà kiểu như cung cấp cho lán mình luôn. Đó các bạn, ở đây các anh á là lập cái trạm này là không phải là đi chợ đâu, không có chợ mà đi. Vâng, đâu có chợ mà đi đây nhờ. Đấy, không có chợ mà đi, mà đi chợ 30 km à. Nên là các anh sẽ trồng luôn rau ở đây luôn này, các bạn thấy không? Đó, lên đây là rất vất vả, rất là cực khổ luôn. Thôi chào anh. Ôi, đấy cũng lại mì như thế này đấy à. Buổi sáng là mì thế à? Đây các bạn coi này, các anh phải ăn mì. Đây, đây là mì đấy các bạn này. Đấy, mì đấy. Và chỉ có mì như thế này thôi các bạn. Và hôm qua thì bà ta là đã đến đây, đến trên kia, lên trên kia rồi sau đó là quay trở lại đây. Và bởi vì không đi được. Đây như các bạn xem này, đây là chốt kiểm dịch và đang là các anh đang là kiểm tra xem là người đã đi có lý do hay không và phải đúng cái thủ tục mới cho đi các bạn ạ. Và khung cảnh chúng ta hãy nhìn ngắm lại cái khung cảnh núi rừng ở khu vực này đi các bạn, quá đẹp luôn. Và cực khổ là thế, gian khổ là thế, tuy nhiên thì cũng có một cái nơi rất là tuyệt vời để mà các bạn hãy coi cuộc sống này, để mà ngắm nhìn cuộc sống này các bạn. Đây cuộc sống của các anh đây đó, và các bạn coi thi vị không anh Thành ơi. Đây, và ta sẽ cho các bạn thấy đẹp không, các bạn thấy khung cảnh này tuyệt vời không, và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi mà các bạn ngồi ở đây trên cái ghế này và ngắm nhìn ra cái khung cảnh ở đằng xa kia, tuyệt vời quá phải không các bạn. Quá tuyệt vời luôn, quá phê luôn. Yeah.